bạn, xin chào các em, quay trở lại cùng với các bạn ở trong chương trình Từ điển tiếng Văn. Và ngày hôm nay sẽ là số 03 của chuyên mục này. Không biết bây giờ thì các bạn đã kịp lên học với chị phần bài hôm nay chưa nhỉ? Đáp lại sự yêu mến của các bạn ở trong những số từ điển tiếng Văn trước đây, thì ngày hôm nay chị sẽ quay trở lại cùng với các bạn để bắt đầu đồng hành cùng với các bạn ở trong một cụm từ. Chúng mình sẽ cùng nhau đi khám phá một cụm từ ngày hôm nay có vẻ là dài hơn mọi hơn một chút xíu đấy các bạn ạ. Đó chính là giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ hay đoạn thơ. Hãy cùng chị vào bài ngay để đánh bại phần kiến thức này nhé. Thật ra đừng nghĩ nó kiểu nặng nề quá ấy. Nó chỉ là cái việc chúng mình đi tìm hiểu về khái niệm của cái này thôi, nên các bạn cũng không có gì phải lo lắng cho chuyến hành trình này nha. Nào, cùng bắt đầu với chị thôi. Các bạn thân mến, khái niệm về giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật. Giá trị nội dung ở đây được hiểu là kết quả của quá trình mà nhà văn khám phá, lý giải hiện thực đời sống, rồi chuyển hóa những hiểu biết đó vào nội dung tác phẩm thông qua các tác phẩm văn học của mình. Giá trị nội dung thì bao gồm giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo. Giá trị hiện thực của tác phẩm văn học là toàn bộ hiện thực được nhà văn phản ánh trong tác phẩm của mình. Tùy vào ý đồ sáng tạo mà hiện thực đó có thể đồng nhất với thực tại cuộc sống hoặc có sự khúc xạ ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên thì hầu hết hiện thực trong các tác phẩm văn chương đều là những hiện thực được hư cấu. Nó có ý nghĩa phản ánh hiện thực của một thời kỳ nên trên nhiều phương diện khác nhau hơn là hiện thực cụ thể. Nói đến giá trị hiện thực trong tác phẩm văn học, người ta thường đề cập đến 3 nét chính đấy các bạn ạ. Không biết là các bạn đã bao giờ chủ động tìm hiểu phần này chưa? Chúng mình sẽ có 3 nét chính như thế này. Thứ nhất, đó là phản ánh trung thực đời sống xã hội lịch sử. Ý số 2 là khắc họa trung thực đời sống và nội tâm của con người. Ý số 3 là giá trị hiện thực có sức mạnh tố cáo hay ca ngợi xã hội và chế độ. Còn giá trị nhân đạo nằm trong giá trị nội dung của một tác phẩm, đó chính là một giá trị cơ bản của tác phẩm văn học. Và người ta nói rằng là trong bất cứ một tác phẩm văn học chân chính nào, bao giờ cũng sẽ phải bao hàm giá trị nhân đạo các bạn ạ. Thế nên là nó sẽ được tạo nên bởi niềm cảm thông sâu sắc của nhà văn với nỗi đau của những con người, những cảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Đồng thời thì nhà văn còn thể hiện sự nâng niu, trân trọng với những nét đẹp tâm hồn và niềm tin, khả năng vươn dậy của con người dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào của cuộc đời. Nói đến giá trị nhân đạo trong một tác phẩm văn học thì người ta lại tiếp tục chia thành 4 nét chính như thế này các bạn ạ. Ý số 1 đó chính là tố cáo xã hội. Đây chính là cái hoàn cảnh chung mà ở đó nhân vật bị đẩy vào các hoàn cảnh bi đát và đau khổ. Thông thường ở phương diện tố cáo thì các nhà văn thường thể hiện quan điểm lên án, phê phán tầng lớp thống trị, những kẻ chà đạp cuộc sống con người và làm băng hoại các giá trị đạo lý. Cái số 2 đó là ca ngợi. Ca ngợi ở trong tác phẩm văn học, đó có thể là ca ngợi một truyền thống tốt đẹp nào đó, hoặc ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của một con người hoặc một lớp người trong xã hội. Đây chính là những vẻ đẹp bị vùi lấp bởi sự thống trị đàn áp. Và đôi khi nó giống như là một cái hạt mầm bị vùi trong cát bỏng ấy. Thế nhưng mà chỉ cần có một cơn mưa đi ngang qua là sẽ bung nở thành cây đời xanh tươi, để cho chúng ta thấy rằng là những phẩm chất tốt đẹp của con người hoặc một lớp người trong xã hội sẽ không thể nào bị mất đi dễ dàng như vậy được, dù nó đang bị vùi lấp bởi những cái áp bức về cường quyền, bạo quyền hay là thần quyền. Cái số 3 được đề cập đến đó chính là lòng thương cảm và bênh vực. Cái này thì bản thân chị cảm thấy nó khá là có cái sự tương thông với cả cái phần ca ngợi. Chúng mình có thể thấy ở đây thương cảm và bênh vực, nó xuất phát từ việc phát hiện, khám phá những cái nét đẹp tiềm ẩn, tiềm tàng của nhân vật, hoặc nhận thức được hoàn cảnh đã đẩy những con người tốt đẹp lương thiện vào đường cùng, hoặc đẩy họ vào con đường tội lỗi, nên các nhà văn thường bày tỏ niềm thương cảm với họ, tạo ra những tình huống này, hoặc xây dựng những nhân vật phụ này để làm chỗ dựa, bênh vực che chở cho họ, giúp cho họ vượt qua những khó khăn, thử thách và vươn lên khẳng định chính bản thân mình, khẳng định niềm tin, ước mơ và khát vọng trong cuộc sống. Và ý cuối cùng, ý số 4, đó chính là chỉ ra con đường lối thoát cho nhân vật. Đặc điểm này thì không hoàn toàn có trong tất cả các tác phẩm đâu các bạn nhé. Nó phụ thuộc vào nhận thức và khả năng dự đoán trước hiện thực của nhà văn. Nhờ đó nhà văn chỉ ra được con đường giải quyết những bế tắc của số phận nhân vật,
hoặc tạo ra những chi tiết viễn tưởng kỳ ảo như một lối thoát cho nhân vật, khi mà mọi nẻo đường ở thực tại hay ở chốn nhân gian đều không có khả năng thay đổi được hoàn cảnh. Giá trị nghệ thuật là những giá trị về ngôn từ và hình ảnh của tác phẩm. Nó là cái song song với giá trị nội dung mà chị vừa đề cập với các bạn ở trên nha. Vậy thì chúng mình sẽ khép lại cái phần giá trị nội dung ở trên. Chúng mình sẽ có những cái ý nhỏ giống như chị Hiên vừa phân tích cùng với các bạn vừa rồi, đúng không ạ? Và nếu như nói về giá trị nghệ thuật song song cùng với giá trị nội dung, thì đây là những giá trị về mặt ngôn từ hình ảnh của tác phẩm. Đó có thể là thể thơ, nhịp điệu, cách gieo vần, là kết cấu tương đồng hòa hợp giữa nhiều hình ảnh trong cùng một tác phẩm, là việc xây dựng hình tượng thông qua biện pháp tu từ cùng với giọng thơ tha thiết, đó là nói trong thơ. Hoặc đó cũng có thể là việc sử dụng một cách linh hoạt hiệu quả các biện pháp tu từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc, phép đối lập, qua đó thể hiện được giá trị tư tưởng của tác phẩm này. Và chúng ta cũng có thể hiểu nếu như đối với văn xuôi, đối với từng thể loại, thì đó có thể là nghệ thuật trong cách kể chuyện này, xây dựng hình tượng nhân vật này, miêu tả tâm lý nhân vật này. Đó, có rất là nhiều thứ mà chúng mình có thể khai thác ở trong đó khi chúng ta tìm hiểu về giá trị nghệ thuật của từng tác phẩm. Thế nên các bạn hãy lưu ý nhé. Vậy thì nếu như một ngày nào đó chúng mình gặp một cái dạng đề là phân tích hay là làm rõ giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của một tác phẩm thì sao nhỉ? Các bạn ơi, chúng mình khi mà gặp dạng đề đó thì các bạn hãy nhớ là luôn luôn phải bám sát định hướng bài làm, yêu cầu chúng mình làm gì, làm nổi bật vấn đề nghị luận văn học, tránh cái việc là chúng ta đi phân tích cảm nhận lan man toàn bộ bài thơ và đoạn thơ nhé. Hãy lưu ý rằng là phạm vi của dạng đề tương đối rộng, có thể khai thác ở cả khía cạnh nội dung hoặc là nghệ thuật, được không ạ? Cần phải học kỹ từng cái phương diện nội dung nghệ thuật của các tác phẩm nữa. Nếu như hỏi chị Hiên về việc là chị cho em một cái dàn ý để làm dạng đề đó đi, thì ở trong phần mở bài đơn giản thôi, các bạn sẽ giới thiệu về khái quát về tác giả tác phẩm đó. Sau đó thì các bạn sẽ giới thiệu đến vấn đề nghị luận ở đây là gì nhở? Là giá trị về nội dung hay là giá trị về nghệ thuật? Sau đó thì nó được thể hiện qua cái gì? Ví dụ như thể hiện qua hình tượng sóng, hình tượng người lính hay là qua diễn biến tâm trạng của nhân vật này thì sao, đúng không ạ? Sau đó thì các bạn sẽ làm gì ạ? Các bạn sẽ bắt đầu tiến hành viết thân bài. Phần thân bài thì bao giờ chúng mình cũng sẽ có, đó chính là chúng mình sẽ làm luận điểm số 1 này. Luận điểm số 1 là tác giả tác phẩm. Luận điểm số 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích cái hình tượng chính được đề cập đến. Và hình tượng và cái số 3, chúng mình sẽ bắt đầu làm rõ về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật được thể hiện ở đó. Ok không? Nhá. Thì chị nghĩ rằng là thật ra thì nó không quá khó đối với các bạn đâu. Khi mà các bạn đã hiểu về những cái khía cạnh khác nhau của giá trị nội dung và nghệ thuật rồi, thì các bạn sẽ cảm thấy là kể cả dạng đề có bắt mình phân tích một cái gì đó rồi nêu ra giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật, thì nó cũng là một thứ gì đấy rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Các bạn ơi, ngày hôm nay đó là cái phần nội dung mà chị Hiên muốn chia sẻ cùng với các bạn. Còn rất là nhiều những cái từ ngữ nữa mà chị Hiên mong muốn có thể được mã hóa cho các bạn, để các bạn nhìn nhận nó ở trên cái phương diện đơn giản hơn. Thế nhưng thời gian của buổi hôm nay thì không còn, thế nên chúng mình sẽ hẹn gặp nhau ở trong số từ điển tiếng văn số 04 các bạn nhé. Nếu như các bạn cảm thấy có từ ngữ nào liên quan tới việc học văn của các bạn mà các bạn đang bị mông lung và mơ hồ, thì đừng ngại ngần nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên, hoặc là comment dưới đây để đề nghị về từ ngữ mà chúng mình mong muốn được tìm hiểu và đào sâu hơn nhé. Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã lắng nghe phần audio của chị Hiên. Và chị không có một cái mong mỏi nào ngoài việc là các bạn hãy yêu môn văn nhiều hơn nhé. Bởi vì môn văn sẽ mở ra cho chúng ta một thế giới về ngôn từ vô cùng tuyệt vời đấy. Và khi chúng ta cảm nhận được sự tuyệt vời đó rồi, thì chắc là chị nghĩ kem sẽ không lỡ rời sang môn văn đâu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã lắng nghe phần audio này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần chuyên mục từ điển tiếng văn tiếp theo nhé. Bye bye.